cũng có cái lý do không được đi. Các pháp phát sanh lên do nhân duyên đó, xin thưa quý vị. Thì ngày cuối cùng là ngày 15 tháng 10. Chúng tôi lên dự lễ dân nghi tại chùa Bửu Đức. Thì bây giờ có một Phật tử đại diện cho cô chú Quang Liêm cúng dường đến cho chúng tôi 2 triệu đồng. Thì cũng nhân buổi giảng này, chúng tôi xin nêu lên để trước hết là tán thán niềm tin trong sạch và hộ trì đến chư tăng tại Việt Nam. Nói chung tăng giảng pháp tại Room Pháp Cú Kinh chuyên đề nói riêng của cô chú Phan Quang Liêm. Nhưng mà cũng nhân tiện đó đó, thì cho chúng tôi nói một đôi điều liên quan tới lời dạy của Đức Phật. Pháp lâu rồi thì thành ra đó là mỗi khi chúng ta làm nó cũng nên thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Khi chúng ta tạo nhân phước thì chúng ta tập của Bồ Tát hay là bậc chân nhân. Thì Bồ Tát bậc chân nhân khi mà họ tạo nhân phước đó, họ tạo bằng niềm tin, họ tạo bằng sự hiểu biết, họ tạo bằng cái sự có nghĩ tưởng đến tương lai, họ tạo bằng cái sự cung kính, và họ tạo bằng cái sự tự lợi lợi tha. Do vậy đó, khi mà chúng ta làm phước đến các vị giảng sư ở trong giảng pháp ở trong Room Pháp Cú Kinh chuyên đề nói riêng và chư tăng ni nói chung, thì chúng ta cũng nên dựa theo các cái chi phần đó chúng ta làm, để từ đó đó mà cái quả chúng ta gặt hái lại nó được nhiều. Cụ thể đường đến chư tăng đang sinh hoạt Phật pháp và đang giảng dạy Phật pháp trong Pháp Cú Kinh chuyên đề này, trước hết chúng ta tác ý đây là những là tăng, rồi chúng ta cúng dường đến tăng. Rồi những vị tăng này là có một cái đặc ân riêng nữa, đó là đang giảng dạy Phật pháp, đang thừa hành Như Lai sứ tác, Như Lai sự, cho nên tăng này là tăng có một cái ân đức. Thành ra đó là chúng ta mới cúng dường. Và nếu mà suy nghĩ sâu xa hơn tí nữa đó là vì tăng đang giảng dạy Phật pháp, cho nên đó là cái lợi lạc lợi ích đó, nó lan truyền ra rộng hơn, nhiều hơn. Thì cái lợi lạc lợi ích mà nó lan truyền lan rộng ra càng nhiều chừng nào thì đồng nghĩa với việc đó là mình làm phước, cái việc làm phước đó của mình đó, gián tiếp rộng nhiều chừng đó, thì lúc đó đó cái quả mình gặt hái lại được đó nó càng rộng. Ở bên cạnh Phật rằng đó là hòa thượng thượng tọa trụ trì vân vân, mà mình chỉ dựa trên cái cơ sở đó là những người tâm có tu tập, những người đang hướng đến từ bỏ tham sân si, những người đang sống cái hạnh tự lợi và lợi tha, thì lúc đó cái tâm của mình đó, xin thưa quý vị, nó từ chỗ đó đó. Mà giả sử như đó có một cá nhân nào đó có cái gì đi nữa thì cũng không có gì vậy mà khiến cho cái niềm tịnh tín đối với tam bảo của mình bị lung lay. Làm phước mà kiên định về niềm tin, làm phước mà có trí tuệ hiểu biết rõ ràng vậy đó, thì cái quả báo nó mới kết
xu được. Lúc đó mình mới có thể đạt được cả hai loại quả báo là quả hữu lậu và quả vô lậu. Một lần nữa đó là xin tán thán niềm tin trong sạch hộ trì Tam Bảo, đó là hộ trì tăng của cô chú Quang Liêm. Những cái hộ trì này khiến cho những vị giảng sư vô đây giảng pháp đó, họ cũng có cái điều kiện để hỗ trợ về net, về computer rồi chẳng hạn vân vân. Từ chỗ đó đó mà có thể xiển dương được chánh pháp, từ chỗ đó đó mà có thể mưa pháp đến những ai có niềm tin, những ai đồng quan điểm, đồng quan điểm và lý tưởng vào sinh hoạt ở trong các cái room giảng dạy về Phật pháp. Thì cũng nhân tiện đây cũng mong toàn thể bà con chư Phật tử chúng ta đó cũng tùy hỷ với cái phước thiện mà cô chú đã làm, rồi cũng mong toàn thể đại chúng tùy hỷ với mà chúng tôi có được. Chúng ta tùy hỷ với nhân lành và cái quả lành của người khác, nhân phước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái công việc của mình. Là kính bạch chư tôn đức, kính thưa bà con chư Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học lại bộ môn pháp cú với câu kệ pháp cú số 138. Cũng giống như các buổi giảng do chúng tôi đảm trách, chúng ta cũng sẽ học ba phần. Đầu tiên chúng ta học về từ vựng, tiếp theo chúng ta học về duyên sự, và thứ ba là chúng nghĩa của câu kệ để chúng ta ứng dụng vào trong cái đời sống của mình, từ đó đó mà chúng ta có được thêm một cái phước là phước hành pháp. Đọc rồi xin lỗi hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ pháp cú số 138 gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Quê đa năng phá rú sang cha ninh. Quê đa năng phá rú sang cha ninh. Đoạn thứ hai: Sa rê ra sa cha phê đa năng. Sa rê ra sa cha phê đa năng. Đoạn thứ ba: Gã rụ căng qua pi a ba thăng. Gã rụ căng qua pi a ba thăng. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Chít tắc khê băng qua pa pu nê. Chít tắc khê băng qua pa pu nê. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của kệ 138 này cùng với việc dịch văn xuôi. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ, từ đầu quê đá năng, quê đá ná, mà chia theo đối cách, chia theo cách thứ hai đó, thành ra nó có cái hình thức là ăn. Quê đá ná là thọ hay là cảm thọ. Từ thứ hai phá rụ xăng. Có rú xăng có nghĩa là hung hăng, hung bạo, mãnh liệt. Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch đó là khốc liệt. Hung hăng, hung bạo, mãnh liệt, khốc liệt. Đây là một cái tính từ nó bổ nghĩa cho danh từ quê đá ná. Thành ra chúng ta mới thấy đó là chia đồng cách, đồng số. Cách thứ hai, số ít. Từ thứ ba, cha ninh. Cha ní cũng chia theo đối cách, cách thứ hai. Cha ninh
Cha ninh là cha ni mà chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức vậy. Thì cha ni đó có nghĩa là sự mất mát hay sự cách chức một ai đó. À, sự mất mát thì mất mát ở đây đó là mất mát tài sản. À, chữ cha niên có hai nghĩa vậy, là mất, sự mất mát, sự cách chức. Chúng ta sẽ lấy nghĩa hết cả bốn đoạn rồi chúng tôi xin được dịch văn xuôi sau. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên sa re ra sắc. Thì sa re ra mà chia theo cách thứ sáu sở thuộc cách, cho nên nó có cái hình thức là á sa. Sa re ra là thân thể mình đây nè. Chữ chá là liên từ, có nghĩa là và. Ở phê đá năng là phê đá ná, mà chia theo đối cách cách thứ hai. Phê đá ná đó có nghĩa là tan rã nè, đứt rời nè. Tan rã, đứt rời. Nghe Hòa Thượng Minh Châu người dịch ra là thương vong. Là bị thương cục tay, cục chân rồi đó. Nó gọi là thương vong. Thì nếu mà chúng ta dịch theo ý đó thì cũng có thể chúng ta dịch đó là sự mất mát, nhưng mà mất mát này đó là mất mát về thân thể. Chúng ta bước sang đoạn thứ xin lỗi câu thứ ba. Câu thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên căng Garuka là Garu. Garuka là chia theo đối cách cách thứ hai. Từ cái chữ Garuka, Garuka có nghĩa ra là nặng. Như Garu là thầy tổ, tức là người có cái ân đức nặng. Garu Garuka có nghĩa là nặng, trầm trọng. Nặng trầm trọng. Nghe Hòa Thượng Minh Châu người dịch đó là kịch liệt, nặng trầm trọng, kịch liệt. Từ tiếp theo qua pí. Qua pí ở đây chúng ta dịch đó là hoặc là. Từ cuối cùng a ba thăng. A ba thá chia theo đối cách cách thứ hai. A ba thá có nghĩa là bệnh hoạn. Bệnh hoạn hay là bệnh tật. Đoạn thứ tư của câu kệ chúng ta thấy gồm có ba từ. Ba từ. Từ đầu tiên chích tắc khê păng, và đây là một hợp từ. Chúng ta tách ra chích tắc cộng với là khê pá. Khê păng là chia theo đối cách cách thứ hai. Chích tắc là tâm, khê pá, khê pá đó là sự mất đi hay là sự bỏ đi. Cho nên chích tắc khê păng đó là mất trí. Xin lỗi, cái tâm của mình đó mà nó bị mất đi, tức có nghĩa là bị loạn, bị loạn. Thành ra đó cái chữ này đó nếu mà chúng ta dịch đó là loạn tâm, mất trí. Rồi từ tiếp theo chữ quá. Chữ quá này đó, đây là chữ quá hả?
Cái chữ qua này đó chúng ta hiểu đó là chữ qua qua đó, xin thưa quý vị. À, mà do cái câu kệ rồi theo cái âm cho nó vần đó, thành ra ở đây mới là chữ quá. Chứ còn nếu đúng ra đó thì cái chữ này phải là chữ qua, ở trước có chữ qua thì sau nó sẽ có chữ qua, qua qua hoặc là, thành ra chữ quá này đó có nghĩa là hoặc là. Từ cuối cùng pa pu nê, pa pu nê đây là một cái động từ pa pu na tí, chia theo khả năng cách ngôi thứ ba số ít, thành ra nó có cái hình thức là e pa pu nê. Mà ở đây chúng ta hiểu theo cái nghĩa thụ động pa pu nê, pa pu na tí, nghĩa thụ động đó là bị chạm đến. Cái chữ papuna tí này đó nó có cái nghĩa đó là đắc đạo nè, chạm đến, đắc đạo chạm đến. Mà ở đây chúng ta lấy theo cái nghĩa thụ động, ở đây cũng thế là đắc đạo được, cho nên đây chỉ chúng ta chỉ lấy cái nghĩa đó là bị chạm đến hay là bị gánh chịu, bị chạm đến hay bị gánh chịu. Bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi nè. Thì trong bốn đoạn này đó, xin thưa quý vị, chỉ có một cái động từ papunati. Cái động từ này nó gắn cho bốn túc từ. Túc từ đầu tiên đó là quê đa năng phá rú xăng. Nếu mà chúng ta có học Bali thì chúng ta sẽ đảo nó lại là phá rú xăng quê đa năng. Đó là một cái túc từ. Túc từ thứ hai đó là cha nên sá rê rá sá chá phê đa năng. Túc từ thứ ba đó là gá rú căng qua pí a ba thăng. Và túc từ thứ tư đó là chích tắc khê păng. Cho nên nếu như mà viết lại văn xuôi đó thì mỗi cái túc từ đó chúng ta thêm một cái động từ pa pu nê thì nó thành ra là một câu. Nếu mà chúng ta dịch văn xuôi thì nó có bốn câu vậy. Quê đa năng phá rú xăng pa pu nê. Xin thưa quý vị, cái câu kệ này đó là nó liên quan tới câu kệ Pháp Cú số 137. Thành ra đây là cái kết quả, còn câu kệ Pháp Cú số 137 đó là trình bày đến cái nhân. Do đó chúng ta dịch dựa theo cái mạch văn liên hệ đến cái câu kệ trên là như vậy. Quê đa năng phá rú xăng pa pu nê. Đó là gánh chịu, gánh chịu cảm thọ khốc liệt, dịch theo ngài hòa thượng khánh, gánh chịu cảm thọ khốc liệt. Cha nên sa rê ra sa cha phê đa năng pa pu nê, gánh chịu cái sự mất mát tài sản và mất mát thân thể của cơ thể này. Garu căng qua pi a ba thăng pa pu nê, hoặc là gánh chịu bệnh tật trầm trọng. Tắc khê păng pa pu nê, hoặc là gánh chịu sự loạn tâm, loạn tâm hoặc là mất trí, tức là bị điên, nhưng mình hiểu là bị điên. Rồi đó là ý nghĩa việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 138. Kính Tri Ân Sít Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần triết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 138. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức, xin được kính mời bà con quý bà quý cô tu nữ cùng bà con chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ.
Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Abhivademi. Suakato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namassami. Suppatipanno Phakkhavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại râm Pháp Cú Kinh Chuyên Đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 138. Thì câu kệ này cùng với câu kệ 39, 40 và 37 có cùng một cái duyên sự. Thì không biết bà con chư Phật tử chúng ta có nhớ cái câu kệ Pháp Cú số 137 hay không? Tại vì cái câu kệ 137 đó là chúng ta đã học trước mùa lễ hội Dân Y Ca Thí Ná. Rồi chúng ta là nghỉ hè suốt một tháng. Nên không biết là bà con chư Phật tử chúng ta còn nhớ hay là không. Thì ai nhớ rồi tốt, mà còn không nhớ đó thì chúng tôi trong khi giảng xin được nhắc lại. Một loạt bốn câu kệ này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại chê xin lỗi quý vị, ngài ngự tại Trúc Lâm, dạ, tại chùa Trúc Lâm, đề cập đến trưởng lão Maha Mokkalana, tức là trưởng lão Mục Kiền Liên. Có một lần nọ các tôn giáo ngoại đạo đó họ mới thảo luận với nhau và nêu lên cái câu hỏi đó, không biết các đạo có biết không? Vì lẽ gì mà Sa Môn Cồ Đàm đó được nhiều lợi lộc, còn chúng ta đó thì bị bất lợi? Nêu lên câu hỏi vậy, bây giờ họ mới đồng loạt thống nhất ý kiến cho rằng vì Sa Môn Cồ Đàm có một vị đại đệ tử tên là Mokkalana, Mục Kiền Liên, thường xuyên dùng thần thông bay lên các cái cõi trời, hỏi các cái vị thiên nam thiên nữ ở trên đó đó là do nhân gì, duyên gì khiến cho quý vị được sanh về ở đây. Rồi được các vị thiên nam thiên nữ trả lời đó, thì bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên đó mới đem cái trả lời đó xuống chỉ bày cho thế nhân. Và họ thực hành theo. Từ cái chỗ đó đó họ mới đi đến chùa chiền của Sa Môn Cồ Đàm để mà cúng dường nhiều hơn. Rồi đồng thời cũng tôn giả Kiền Liên dùng thần thông đi xuống các cõi khổ, hỏi nhân duyên lý do tại làm sao mà những người này là bị đọa xuống đây. Thì những người đó họ trả lời đó là do thực hành thập ác nghiệp đạo, cho nên mới bị đọa xuống đây. Thì lấy cái cách trả lời đó lên giảng dạy cho thế nhân. Từ đó đó mà họ theo Sa Môn Cồ Đàm, thì họ mới cúng dường. Nhờ vậy đó mà lợi lộc phát sinh đến cho Sa Môn Cồ Đàm và đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm thù thắng nhiều. Thì lúc đó đó các giáo chủ ngoại đạo cũng như đó là những tín đồ
tức là những người tu theo ngoại đạo đó mới thống nhất với nhau một cách, là để lấy lại lợi lộc cho tôn giáo của mình đó, thì buộc lòng phải khử trừ đi tôn giáo một kiền liên. Cho nên họ mới kêu gọi Phật tử đóng góp tiền bạc, mới thuê một số tên côn đồ hung bạo đi thủ tiêu, đi giết tôn giả Mục Kiền Liên. Mà chúng ta biết tôn giả Mục Kiền Liên là đệ nhất về thần thông mà, thì thành ra muốn giết được ngài đâu có phải là dễ. Khó, cực kỳ khó, khó còn hơn là lên trời nữa. Nhưng mà xin thưa quý vị, các pháp phát sanh đến do nhân duyên. Các pháp phải tùy thuận luật nhân quả nghiệp báo, không khác được. Do đó đó, những cái tên côn đồ đó đó chực chờ giết tôn giả Mục Kiền Liên một lần hai lần không được, nhớ đến lần thứ ba cái nghiệp lực của ngài đến thời kỳ trổ quả đó. Do đó đó là chúng nó giết được. Tức là đến thời kỳ trổ quả khiến ngài phải thân hoại mạng chung đó. Thì thành ra lúc đó những cái tên cướp, những cái tên du đảng này nè giết được. Nhưng mà sau khi giết xong đó thì bây giờ cái thông tin tôn giả Mục Kiền Liên bị côn đồ sát hại đó lan truyền khắp mọi nơi. Thì lúc đó đó thiện nam tín nữ đó cũng bực bội khó chịu. Vua nói chung là mọi người rất là bực bội khó chịu. Rồi ở tại thành Sa Quách Thi đó là dưới cái xin lỗi, ở tại thành Rajagaha đó, ở Trúc Lâm đó, thì dưới cái sự cai trị của vua A Xà Thế. Mà vua A Xà Thế thì rất là sùng đạo, rất là tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng. Vua nghe tin tôn giả Mục Kiền Liên bị sát hại vậy đó, vua cũng rất là bất mãn, rất là bất bình, rất là tức tối bực bội. Cho nên nó mới sai mật vụ đi điều tra. Thì bây giờ gặp một cái nhóm côn đồ đang ngồi nhậu nhẹt với nhau. Thì vì mâu thuẫn cho nên chúng nó tự khai, tự tranh nhau để nhận rằng mình là người đầu tiên giết tôn giả Mục Kiền Liên. Thì qua cái sự tự khai, qua cái sự tự nhận đó, các mật vụ của vua đã bắt tất cả những cái tên côn đồ này về. Qua lời khai của chúng nó đó thì biết được là do các ngoại đạo thuê mướn chúng nó đi giết. Cho nên đó là vua mới sai quan quân đi bắt 500 tên ngoại đạo cùng với 500 tên côn đồ đó về hành xử. Thì cái cách hành xử này rất là dã man, xin thưa quý vị. Chôn sống này nha, rồi cho ngựa giằng xéo này nha, chân tay rã rời ra, rồi là giẫm nát, rất là ghê rợn. Dạ, rất là ghê rợn. Như vậy có nghĩa đó là thân thể này nè bị xé rời ra. Bị xé rời ra, rất là ghê. Thì đó là do cái quả báo đó mà sát hại một bậc lậu tận. Sự kiện đó được truyền tay đến chư Phạm Tăng, chư Phạm Tăng mới bàn tán xôn xao với nhau rằng là tôn giả Mục Kiền Liên là một vị đại đệ tử, là thượng thủ tinh văn, rồi đệ nhất thần thông dạy đó, mà lại còn bị người ta sát hại thê thảm vậy. Cái nương theo đó đó, Đức Thế Tôn ngày mới dạy, ngày nói này các tỳ kheo, sở dĩ tôn giả Mục Kiền Liên đó mà bị giết chết vậy đó, hay là do cái tiền nghiệp. Thuở xa xưa tôn giả Mục Kiền Liên đã, chúng tôi xin được nói gọn thôi, xin thưa quý vị, đã đánh đập cha mẹ. Có hai bản, xin thưa quý vị. Một bản đó nói là đánh đập cha mẹ rồi sau đó hối hận không đánh đập nữa, tức là cha mẹ chưa có chết. Nhưng có một bản này nói đánh đập cha mẹ chết rồi xô xuống núi luôn.
À, thì hai có hai bản nó khác nhau vậy. À, do nhân đó duyên đó cho nên đó là sau khi thân hoại mạng chung bị đọa xuống địa ngục chịu khổ lâu ơi là lâu. À, rồi sau đó khi mà được tái sanh trở lại làm người đó, à, thì trong 100 kiếp, kiếp nào cũng vậy. À, cứ sống được được cái đó là bị người ta chém, người ta giết, người ta phanh tay mảnh. Và cái quả đó nó vẫn còn dư sót mãi cho đến khi trở thành bậc thượng thủ tinh văn rồi cũng vẫn bị người ta giết, người ta bầm ra thưa. Dạ, đây là cái quả đó, cái quả khổ. À, thì cũng nhân đây đó chúng tôi cũng xin mở ngoặc nói ngoặc thêm với bà con chư Phật tử chúng ta đó là có những nhân nhân bất thiện đó chúng ta tạo ra. À, thì có khi đó nó trổ 7 lần. Dạ, có khi nó trổ 7 lần. Có khi nó trổ 100 lần. Có khi nó trổ 500 lần. À, nó trổ nhiều lắm, nó sư thú gì chúng ta không biết được. À, thì nhiều hay ít đó là tùy vào cái mãnh lực tâm của mình. Rồi vì nhiều hay ít đó là nó tùy vào cái đối tượng có nhiều ân đức hay là ít ân đức. À, để cái quả nó trổ đến mình đó, một là khốc liệt chừng nào, hai là nhiều hay là ít lần. Và sau khi Đức Thế Tôn ngài nói vậy xong, bấy giờ ngài mới thuyết lên một loạt lúc nãy chúng tôi nói với một loạt bốn câu kệ. Dạ, một loạt bốn câu kệ. Chúng ta đã học xong câu kệ 137 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học đến câu kệ 138. Đức Thế Tôn ngài thuyết: Quê đa năng phá rú sang cha ninh sa rê ra sa cha phê đa năng gã rú căng hòa bí a ba thăng chích tắc khê bằng hòa và phụ nề. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Minh Châu ngài dịch kệ thơ năm chữ: Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Và có một bản dịch của ngài Hòa thượng Giới Đức chúng tôi cũng xin được đọc vào quý vị. Một là nhức nhối đau thương, hai là tai biến khôn đường trở xoay, ba là thương tích mặt mày, bốn là trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong. À, đồng thời khi nãy bà con chư Phật tử chúng ta cũng đã nghe chúng tôi chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Vậy qua ba cái bản dịch này đó, thì đây là ba cái tham khảo để chúng ta hiểu được ý nghĩa chứa đựng ở trong câu kệ Pali mà Đức Thế Tôn ngài dạy. Vậy thì xin thưa quý vị, cái câu kệ Pali này Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta là cái gì? À, lúc nãy chiết nghĩa từ vựng và duyên sự chúng tôi có nói với quý vị đó là cái duyên sự này Đức Thế Tôn ngài thuyết một loạt bốn câu kệ liền. Rồi lúc chiết nghĩa từ vựng chúng tôi cũng có nói với quý vị đó là bốn câu kệ này nó lại liên quan với nhau. Câu kệ đầu đó là nhân, ba câu kệ sau đó là cái quả. À, như vậy thì chúng ta đang học câu kệ Pháp Cú số 138 này là trình bày hay là đề cập đến cái các cái loại quả khổ. Mà cái quả khổ này nè là do đã tạo nhân. À, thì cái nhân được tạo ở câu kệ Pháp Cú số 137. Tạo cái nhân đó thì sẽ phải bị cái quả này. À, thì khi nãy chúng tôi nói với quý vị đó, khi giảng chúng tôi sẽ xin được nhắc lại ở cái câu kệ Pháp Cú số 137 để hầu giúp bà con chư Phật tử chúng ta, những ai mà không có nhớ cái câu kệ Pháp Cú số 137 đó, đó thì chúng ta sẽ có cái điều kiện, cái dịp để chúng ta nhớ lại. Trước hết chúng ta hiểu cái câu kệ Pháp Cú số 138 này là trình bày đến các cái loại quả khổ. Vậy thì các cái loại quả khổ này là như thế nào?
Ở trong câu kệ này, khi nãy chiếc nghĩa từ vựng chúng tôi nói với quý vị đó, câu kệ này chỉ có một động từ và có bốn túc từ. Vậy thì bốn túc từ đó chính là bốn loại khổ, bốn loại quả khổ. Bốn loại quả khổ. Cái loại quả khổ đầu tiên đó là quê đa năng phá rú xăng. Mà chúng ta đảo tự nó lại theo cái thứ tự đó là tính từ đứng trước, danh từ đứng sau, đó là phá rú xăng quê đa năng. Phá rú xăng quê đa năng đó là cảm thọ khốc liệt. Thì cảm thọ khốc liệt, chữ quê đó năng ở đây mình dịch là thọ. Mình nếu thông thường mình hiểu là thọ này có năm hoặc là có ba. Nếu mà có ba đó là thọ lạc, thọ khổ, thọ phi khổ phi lạc. Có năm đó là thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ u, thọ xả. Vậy thì thọ mà khốc liệt ở đây đó, mình hiểu đó là thọ gì, xin thưa quý vị? Là thân thọ khổ, tâm thọ khổ hoặc tâm thọ u. Thì thọ này đó mới khốc liệt, thọ này mới mãnh liệt, thọ này mới khiến cho mình đó là đau đớn cột tục, cùng tột. Vậy thì cái cảm thọ mà khốc liệt đó là như thế nào? Ở trong chú giải mới nói đó là như mình bị nhức đầu mà như là búa bổ vậy, nhức đầu như là búa bổ vậy. Rồi những ai đó mà bị bệnh phong thấp rồi này, xin thưa quý vị, nó đau xương đau khớp, nó nhức nhối, lăn qua lăn lại. Rồi nếu mà bà con chư Phật tử chúng ta mà vào ở trong các cái bệnh viện rồi đó, mà thấy những cái người bệnh 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 mà nan y đó, bệnh ung thư rồi chẳng hạn, thì họ đau đó, họ cũng ôm đầu, họ cũng lăn qua lăn lại đó. Thì đó là cái thân thức thọ khổ nó đạt đến đỉnh điểm đó, xin thưa quý vị. Nó đau vậy đó. Đau mà có thể nói đó là thấy sao thấy trăng luôn. Thì như vậy đó mới là cảm thọ khốc liệt. Thì đó là một cái loại quả khổ đó, xin thưa quý vị. Rồi cái loại quả khổ thứ hai, loại quả khổ thứ hai là cha minh sẽ rì ra sẽ cha phê đa năng, là sự mất mát tài sản liên quan đến của mình, sự mất mát các cái chi của mình, đó là loại khổ thứ hai. Cha minh là sự mất mát của cải tài sản của chính mình, những cái gì mà thuộc về vật chất do mồ hôi nước mắt đôi khi bằng máu của mình đó đổi lại, thì nó không cánh mà nó bay, hoặc là bị người ta trộm cắp, hoặc là bị vua quan rồi đó họ tịch thu đi. Thì thử hỏi quý vị đó, của cải vật chất này do mồ hôi nước mắt này, đôi khi đó do máu mà mình tạo ra được. Nhưng mà bây giờ đó nó bị mất đi, mất do nhiều lý do vậy đó, mất bị vua quan tịch thâu, mất bị nước cuốn trôi, mất bị hỏa hoạn, mất bị do trộm cắp, mất bị do phá gia chi tử đó. Thì thử hỏi mình có đau không, xin thú gì đau chứ. Của cải mình ráng mình làm ra mà bây giờ nó mất mà không đau sao được. Xin phép quý vị, chúng tôi có một cái việc, thành ra xin được 1 phút.
Xin sám hối với đại chúng, chúng ta trở lại. Của cái mình tạo ra đó mà bị mất đi đó thì cũng đau lắm, xin thưa quý vị. Cũng khổ lắm. Nhưng mà cái đó là cái khổ bị mất mát vật chất. Còn một cái khổ tiếp theo nữa đó là mất mát thân thể. Phê đa năng. Sở rì ra sa phê đa năng là mất mát về thân thể. Thì mất mát về thân thể ở đây là sao? Như là bị chặt tay nè, chặt chân nè, cắt tay này chẳng hạn, là bị mất đi một phần thân thể. Thì mất đi một phần thân thể đó có đau không sư gì? Đau khổ vô cùng. Đau khổ vô cùng. Thì mất mát tài sản là mất mát một phần thân thể, đây là cái quả khổ. Quả khổ thứ hai. Đến cái quả khổ thứ ba là ga ru cần hòa pi a ba là bệnh bệnh nặng, bệnh nặng, bệnh trầm trọng. Thì bệnh nặng, bệnh trầm trọng là sao? Bệnh nặng, bệnh trầm trọng đó là cái bệnh này nè mà khiến cho chúng ta đau đớn gần như chết hoặc là chết. Thì như vậy mới gọi là bệnh trầm trọng. Thì trong cái bệnh trầm trọng này chúng ta thấy đó như là bệnh nan y chẳng hạn. Bệnh nan y đó thì nó đau đớn ghê gớm, đau đớn khôn cùng luôn. Chúng tôi thì chưa chưa bị ha, nhưng mà cũng đã từng nuôi nuôi một vài người bị bệnh nan y vậy, họ đau đớn rên la kinh khủng, đau đớn rên la kinh khủng. Thì đó đó là cái loại khổ thứ ba. Đến cái loại khổ thứ tư, cái loại quả khổ thứ tư là chích tắc khê păng quá pa pu nê, hay chích tắc khê păng là mất trí hay là loạn tâm. Thì mất trí loạn tâm ở đây mình hiểu như là người bị khùng, bị điên, bị điên cuồng. Thì bị khùng, bị điên này, bị dại này, bị điên cuồng, đây là một cái loại khổ. Đây là một cái loại quả khổ. Thì sau khi chúng tôi trình bày với bà con chư Phật tử cho chúng ta về bốn cái loại quả khổ này rồi, thì bây giờ đó chúng ta mới hiểu quả nó phát sanh lên là nó do nhân. Vậy thì do nhân gì, duyên gì khiến cho một người bị bốn cái loại quả khổ này? Xin thưa quý vị đó, bà con chư Phật tử chúng ta mà học về phần nhân, phần duyên, duyên hệ, duyên sinh ở trong Phật Phật Pháp đó, thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu ra đó, một quả có thể do nhiều nhân, một nhân nó có thể cho ra rất là nhiều quả, ra rất là nhiều quả. Vậy thì bốn cái loại quả khổ này nè, bốn cái loại quả khổ này nè, có thể có rất là nhiều nhân, nhất là nhiều nhân, rất là nhiều duyên, rất là nhiều điều kiện. Nhưng mà trong cái khuôn khổ bài học một loạt bốn căn này đó, thì sở dĩ chúng sinh chịu bốn cái loại quả khổ này nè là vì do thực hành cái ác nghiệp mà được trình bày đến ở câu kệ Pháp Cú số 137. Đó là gì? Là dùng gậy gộc đối với người không có gậy gộc. Khi thực hành các cái hành động đó bằng ác tâm đối với người không có ác tâm. Thì dùng gậy gộc đao trượng hình phạt ở đây mình hiểu là gì? Gậy gộc đao trượng hình phạt chữ Pali đó là đan đá. Thì cái chữ đan đá đó mình dịch có khi đó là gậy gộc, có khi là đao trượng, có khi là hình phạt. Nhưng mà mình phải hiểu cái chữ đan đá đó được hiểu là khẩu nghiệp bất thiện, thân nghiệp bất thiện tác động đến đối tượng.
À, thì khẩu nghiệp bất thiện, thân nghiệp bất thiện đó được gọi là đàn đáp. Vậy nè, khi một ai đó dùng khẩu nghiệp bất thiện, thân nghiệp bất thiện tác động đến một cái đối tượng nào đó mà đối tượng đó không phản kháng lại, à, thì khi đó, đó là tạo ra cái nhân hay là cái điều kiện xấu ác để khiến cho cái người đó bị chịu bốn cái loại quả khổ này. Rồi nữa đó, khi dùng khẩu nghiệp bất thiện, thân nghiệp bất thiện đó với ác tâm, à, với ác tâm đối với cái đối tượng không có ác tâm, thì người đó cũng bị chịu cái hậu quả đó, gánh chịu bốn cái loại quả khổ. Bốn cái loại quả khổ. À, vậy thì hai cái loại nhân đó đó chúng ta có thể hiểu gọn lại vậy. Dùng khẩu nghiệp bất thiện tức là mình thóa mạ nè, mình chê bai nè, mình chế giễu nè, mình chửi mắng nè, chửi bới nè, la hét nè, sai khiến, à, một ai đó, à, mà một ai đó đó họ không có chửi mắng lại mình, họ không có sai khiến lại mình, họ cũng có gièm pha, họ không có chê bai, họ cũng không có quát tháo gì gì cả. À, rồi khi mình dùng cái khẩu nghiệp bất thiện đó, rồi thân nghiệp bất thiện là đánh đá nè, đập, à, bằng ác tâm đối với người, đối với đối tượng không có ác tâm, thì khi đó mới chịu hậu quả là gặt hái bốn cái loại quả này. À, tức có nghĩa đó là một người nào đó bằng tham tâm sân tâm, à, cho nên đó là mới chửi bới chê bai miệt thị khi dễ đánh đập đối tượng khác. Thì cái đối tượng mà đánh đập, à, đối tượng mà bị đánh đập chê bai miệt thị khinh rẻ đó đó, à, là đối tượng có ân đức, có ân đức. Còn nếu mình nói theo câu kệ pháp cú số 37 đó là một nè, là đối tượng đó không trả lại. Thứ hai là đối tượng đó đó không còn ác tâm. Vậy thì thử hỏi quý vị đó, đối tượng nào không có trả lại, đối tượng nào đó không còn ác tâm? Chỉ có những ai đó mà có chánh tri kiến về nhân quả nghiệp báo, à, thành tựu về chánh, thành tựu chánh tri kiến về nhân quả nghiệp báo, thành tựu chánh tri kiến về tam tướng, à, thì người đó mới không phản lại, và người đó đó mới không còn ác tâm. Chứ còn ai mà chưa thành tựu chánh tri kiến về nhân quả nghiệp báo, chưa thành tựu chánh tri kiến về tam tướng đó, thì sẽ phản kháng lại, sẽ còn ác tâm, và sẽ còn ác tâm. Như vậy người mà thành tựu về chánh tri kiến, người mà thành tựu chánh tri kiến về nhân quả nghiệp báo, người mà thành tựu chánh tri kiến về lý tam tướng đó, thì đó là bậc thánh. Chỉ có bậc thánh thôi mới thành tựu được chánh tri kiến về tam tướng, thành tựu chánh tri kiến về nhân quả nghiệp báo. Do hiểu rõ nhân quả rõ ràng vậy, rồi do hiểu 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 biết rõ ràng đó, vạn pháp là vô ngã, thì thành thử ra đó là khi mà bị người ta xúc phạm, khi mà người ta bị người ta đánh đập, thì họ hiểu đó là cái quả khổ đang trổ đến cho họ, và hiểu rõ họ có quả khổ đang trổ đến cho họ. Nếu như đó mà họ phản kháng trở lại, họ khởi lên cái ác tâm đó, thì có nghĩa đó là nhân khổ được tiếp tục tạo ra. Nếu mà nhân khổ được tiếp tục tạo ra thì quả khổ tiếp tục bị trổ, sao bị trổ quả. Bậc thánh nào đâu có làm vậy, thành ra đó là họ không có phản kháng lại, họ cũng không có ác tâm lại.
Đó là một đối tượng. Đối tượng thứ hai là người có cái đặc thù đối với mình. Ân đức đặc thù ở đây có hai đối tượng, xin thú vị, là tam bảo và cha mẹ. Tam bảo đó, tam bảo đây mình hiểu đó là Phật, là Pháp và Thánh chúng. Thánh tăng nó, xin thú vị, Thánh tăng à, nếu mà mình nói cho nó đủ đó, người ta không có hiểu nhầm đó, mình gọi là Thánh chúng. Thánh tăng đó đôi khi người ta hiểu đó là những người tu thôi. À, còn mình nói Thánh chúng đó là chỉ luôn cho những người tại gia cư sĩ mà là bậc thánh, mà gọi là Thánh chúng. Thì Thánh chúng là những người thành tựu được chánh tri kiến về nhân quả nghiệp báo, chánh tri kiến về tam tướng, cho nên đó là họ không phản lại, họ không có ác tâm. Yeah, không có ác tâm. À, đó là một cái đối tượng có ơn đức. Đối tượng có ơn đức thứ hai là cha mẹ. Khi mà mình bực bội khó chịu đối với cha mẹ đó, xin thú vị, thì thường đó cha mẹ không bực bội khó chịu lại. Bởi sao? Bởi cha mẹ đó là có tâm từ nè, tâm bi nè, tâm hỷ, tâm xả đối với con. À, thành ra đó là không có la hét mắng chửi trở lại. À, rồi là không có ác tâm đối với con cái. Đối với con cái. Cho nên khi mà con cái hỗn hào phạm lỗi đối với cha mẹ bằng thân nghiệp, khẩu nghiệp, thì bị chịu bốn cái quả khổ này, bốn cái loại quả khổ này. Hoặc là một người nào đó mà phạm lỗi bằng thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác đến bậc thánh thì cũng bị chịu bốn cái loại quả khổ. Dạ, bốn cái loại quả khổ. Thì thử hỏi bà con chư Phật tử đó, khi mà mình cúng dường đó, thì cúng dường đến đối tượng nào đó là mình có phước báo nhiều nhất ạ? Cúng dường đến bậc không còn tham, không còn sân, không còn si là phước báo nhiều nhất. Dạ, phước báo nhiều nhất. Thì thành thử ra khi mà mình phạm tội đối với họ, thân tội hoặc là khẩu tội, thì cái quả khổ nó cũng nhiều nhất. Nhớ mình phải hiểu ngược trở lại vậy. À, thì khi mà mình hiểu hiểu được vậy đó, mình mà phạm lỗi phạm tội đến bậc có ân đức đối với mình, cha mẹ đó, thì mình bị chịu cái quả khổ vậy. Mình phạm lỗi phạm tội đến các cái bậc thánh đó, thì mình cũng chịu cái quả khổ vậy. Vậy thì mình phạm tội đến những người mà đang tu tập đến để trở thành bậc thánh, mình cũng sẽ phạm tội vậy. Và phạm tội vậy. Thì khi hiểu ra được vậy đó, thì tự bản thân của mình phải có một cái sự sợ hãi đối với cái quả khổ đó. Từ chỗ đó đó là mà ung đúc, nó nâng đỡ, nó hộ trì khiến cho mình đó thu thúc tam hành nhiều hơn. Và thu thúc tam hành nhiều hơn là thu thúc khẩu hành, thu thúc thân hành, thu thúc ý hành. Nhờ vậy đó mà tam hành này càng ngày càng được hoàn thiện, càng được trong sạch, càng được thanh tịnh. Và khi trong sạch thanh tịnh thì lúc đó mình mới có thể có khả năng trở thành bậc thánh được. Lúc đó đó mình mới có thể đó nói đến hai chữ giải thoát. À, vậy thì qua cái câu kệ này đó, Đức Thế Tôn ngài trình bày cho chúng ta đó ở cái khía cạnh đó là nghiệp báo. Gieo nhân khổ tức phải bị gặt hái cái quả khổ. Nếu bản thân của mình mà sợ cái quả khổ thì mình đừng có gieo cái nhân khổ. Mà muốn trọn vẹn không gieo nhân khổ, gieo nhân khổ thì buộc lòng mình phải gieo cái nhân thiện, nhân vui, nhân lành. À, chứ còn nếu như mà mình không có gieo nhân vui, nhân lành, nhân thiện đó, thì một ngày nào đó mình cũng sẽ quay ngược trở lại để gieo nhân khổ, nhân ác. À, nhân khổ nhân ác. Thì với những ai mà sợ cái quả khổ, thì thứ nhất người đó nên thu thúc tam hành, thu thúc tam hành, rồi sau đó đó
cố gắng tạo nhiều việc thiện, việc lành, việc tốt, nhiều chừng nào tốt chừng đó. Thì khi mà việc lành, việc thiện được tạo đó, thì lúc bấy giờ việc ác, việc xấu không có cái cơ hội để tạo. Dạ, không có cái cơ hội để tạo. Việc ác, việc xấu mà không có cơ hội để tạo thì quả khổ không có. Việc lành, việc tốt, việc thiện được tạo thì quả lành, quả tốt trổ quả. À, nó đối lại hai mặt vậy đó, xin thưa. À, nó đối qua đối lại. À, thì để mà tạo cái nhân rồi hưởng được cái quả thù thắng đó, thì buộc lòng chúng ta phải học. Dạ, buộc lòng chúng ta phải học. Phải dựa trên cơ sở lý thuyết, rồi từ cơ sở lý thuyết đó chúng ta thực hành theo, thì bây giờ cái kết quả mới thù thắng, mới lớn được. Cho nên khi nãy đầu phần sinh hoạt của room đó, chúng tôi có tri ân đến sự cúng dường của cô chú Quảng Liêm, nhưng mà cũng qua đó đó chúng tôi mới nói với bà con chư Phật tử chúng ta đó là mình học pháp nhiều rồi, nên khi mà mình làm đó, mình cũng cố gắng thực bắt chước theo Bồ Tát hay bậc chánh nhân để chúng ta tạo cái nghiệp lành, nghiệp phước, nhờ đó mà quả nó trổ sanh được nhiều hơn. Thì nói tóm lại, cái câu kệ này cảnh tỉnh cho chúng ta để chúng ta thấy sợ cái quả khổ. Thì khi mà thấy sợ quả khổ vậy thì cố gắng thu thúc tam hành của mình để cái quả khổ này nó không có cái cơ hội nó trổ nữa. Ở những buổi học tiếp theo chúng ta sẽ học về các cái loại quả khổ khác. Các cái loại quả khổ khác đó cũng là cái quả của nhân. Dùng gậy gộc đao trượng đối với những người không có gậy gộc đao trượng, có ác tâm đối với người không có ác tâm. Những buổi học tiếp theo chúng ta sẽ biết thêm các cái loại quả khổ tiếp theo là gì. Hôm nay chúng ta chỉ học bốn loại quả khổ mà một chúng sinh phải bị gặt hái do dùng gậy gộc đao trượng đến người không có gậy gộc đao trượng, dùng ác tâm đối với người không có ác tâm, tức là tạo thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện đối với các bậc có ân đức, thì cái hậu quả, cái quả khổ mà mình phải bị là như vậy. Xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 138 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống ở phạm hạnh. Xin được chia đều phần phước này đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là vua trời Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, Diêm Vương, chư thiên hộ pháp, chư thiên ngự tại chùa, chư tăng ni đang ở, chư thiên ngự tại nhà của tất cả chư Phật tử, cầu mong quý ngài thọ nhận phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên. Rồi xin quý ngài hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt-tha-dza. Dạ, yeah, sao?